Ok, em chào tất cả các bác nhá. Tiếp tục em ghép một bộ lửa test và gửi về tỉnh Thanh Hóa các bác nhá. Em cảm ơn các bác của anh em rất nhiều. Cảm ơn mọi người luôn luôn quan tâm, tin yêu, ủng hộ và đồng hành với shop của em ạ. Bộ sản phẩm này em xin được trân trọng giới thiệu là có trị giá 27 triệu đồng. Đấy, là giá tại cửa hàng và em nhận 500.000 đồng tiền phí ship. Đó là có bao gồm bộ ngoài này và hai chiếc loa B3 bãi xịn đời Jack Mangzi 212 đó về huyện Bỉm Sơn, đi qua Bỉm Sơn là đến huyện Hà Trung là chính xác ở Thanh Hóa các bác nhá. Và cháu xin được cảm ơn chú Lê Phương rất nhiều, cảm ơn chú đã quý mến tin tưởng và sử dụng các sản phẩm, các set combo tại shop của cháu rất ổn định, yên tâm, chất lượng cao, giá thành hợp lý. Và khi có anh em, bạn bè, người thân có nhu cầu mua sắm, chú tiếp tục giới thiệu về với shop ạ. Đấy, bộ này 27 triệu đồng chẵn các bác nhá. Ok chưa? 27 triệu đồng chẵn. Em sẽ test âm ngay ạ. Đấy, đôi loa B3. Vâng ạ, và chú khách hàng chính là chú Vễn, đúng không ạ? Chú Vễn có địa chỉ tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Em sẽ gửi xe khách lúc 6 giờ 18 giờ chiều tối ngày hôm nay, thì dự kiến khoảng tầm 10 giờ đến 10 giờ 30 tối chú sẽ nhận hàng. Đấy, tầm đấy các bác nhá. Đó, anh em gọi điện rồi, đúng không ạ? Bộ ngoài là hàng mới, còn loa thì là hàng bãi ạ. Anh Tiến Quảng Linh đặt một bộ mic không dây BBS U222. Đây ạ. Anh Tiến Quảng Linh đang gọi thì em lên đơn rồi. Anh chuyển hết tiền rồi, rất tin tưởng anh em đều chuyển hết tiền. Ô đấy, gọi máy kia không được, gọi máy này. Vâng, em nghe anh ơi. Dạ 6 giờ em gửi ạ, à? Vẫn giờ xe mọi hôm đấy ạ. À? Đấy, em gửi cái xe đấy anh nhé. Đúng rồi anh ạ. À. Dạ vâng nhé, chị ok anh ạ. À. Vâng, cảm ơn. Vâng. Rồi. Đẩy này PS2810 đây ạ. À. Em xin là chia sẻ với cả nhà. Đây ạ. À. Bộ sản phẩm bao gồm một đẩy PS 3 kênh 2810 8,8 triệu, loa B3 FORG 12 12,5 triệu, vang PS KX9 giá 2,9 triệu và mic PS VK6 giá 2,8 triệu. Tổng bộ sản phẩm là 27 triệu đồng cộng 500 ngàn tiền phí vận chuyển các bác nhé. Và người nhận là chú Vễn, đúng không ạ? Người nhận là chú Vễn ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Đấy, ok chưa? Chú Lê Phương thì đã sử dụng sản phẩm của shop em từ những năm 2017 đến giờ rồi ạ. Đấy, chú cũng sử dụng một đôi loa B3, bộ đồ đầy đủ tại shop em. Đấy, ok chưa? Đấy, mới tinh các bác nhá. Đấy, micro này. Đó, giá em báo công khai. Và chú Vễn lấy ý tưởng của set này của một bộ ở dưới. Ok ạ, mic đây ạ. Mic đây ạ, ok chưa ạ. Đặt lên các bác nhá, rất đẹp đúng không ạ? Cực đẹp luôn. Đấy, em sẽ cắm dây loa nhá. Những bộ sản phẩm này về các bác của anh em là chỉ việc sử dụng thôi ạ. Em sẽ gửi xe về thành phố Vinh các bác nhá. Đấy, xe thành phố Vinh thì là sẽ đi qua quốc lộ 1 và sẽ đi Thanh Hóa. Đấy, ok chưa ạ? Đây, dây ca lông đây ạ. Em sẽ test âm luôn, cả nhà em quay này nó thực tế các bác nhá.
Ok, này quay cận cảnh lắp ghép luôn cho cả nhà tham khảo. Liên tục những set combo em test và gửi đi các tỉnh thành, đúng không ạ? Liên tục luôn. Tín hiệu vào này. Đấy, ok chưa? Rồi. Tín hiệu vào là dây quang đó này. Đấy, cả nhà xem. Em đấy, ghép thực tế nha các bác nhá. Ok, loa B3 FORG 12 bát 30 bãi xịt, hàng chính hãng của B3, 12 triệu 500. Đẩy PS PC LA2810 đúng không ạ? Đẩy và PS cái 9 Plus. Đấy. Các bác của anh em tham khảo bộ sản phẩm này. Cực chất luôn ạ. À. Cực chất luôn. Em test bộ này là chưa có súp luôn, cả nhà có thể nghe thử nhé. Quay thực tế cho cả nhà. 27 triệu combo này nha, 500 ngàn tiền cước là 27 triệu 500. Ok chưa? Đây này. Xin đất trời màu áo trắng tung bay cùng con ngàn hoa trong tiếng trong xuân. Lòng vụn về đây xuân về. Phút lúc này ở khắp nơi phát phòng một đường mới an hoang mình ăn bên nhau. Mừng Tết đến và nó đến nhà nhà cây mai vàng cành đào hồng thắm tươi. Ok chưa? Tuyệt vời. Và nó sẽ được cảm ơn chú Vễn có địa chỉ tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Vâng ạ. Nhận xe khách thì sẽ cực nhanh. Chỉ tầm khoảng 4 tiếng thôi là các bác của anh em sẽ nhận được hàng các bác nhá. Và nó xin được cảm ơn chú Lê Phương, cảm ơn chú đã là cầu nối đã sử dụng những sản phẩm của shop Alun, thấy rất là hợp lý và chất lượng, hợp lý về giá tiền, độ bền cao, ổn định cao. Nên là khi có anh em bạn bè người thân có nhu cầu mua sắm, chú tiếp tục giới thiệu. Và xin được cảm ơn chú Lê Phương và chú ở Vễn rất nhiều. Vâng ạ. 27 triệu 500 là ship tận nhà các bác nhé, ship xe khách đó. Em xin giới thiệu lại là chú Vễn có địa chỉ tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Rồi, cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà sẽ mua sắm được những set combo, những bộ karaoke ưng ý và có rất nhiều sự lựa chọn khi các bác của anh em mua sắm các thiết bị đồ điện tử âm thanh cũng như các bộ karaoke chơi Tết. Nhưng lựa chọn tại shop của em Luân là số 1. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ.